chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Dâu. Hôm nay để ăn mừng Dâu được 200 sub thì Dâu cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và hôm nay Dâu sẽ nấu một món, đó là món gà nấu tắc. Chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Nguyên liệu thì Dâu sẽ để ở phía sau nha mọi người. Sau khi mình lột vỏ sạch hết rồi thì mình sẽ trộn với đường và bắt đầu sên nha mọi người. Chúng ta sẽ sên đến khi nào mà nó keo lại giống như mình làm mứt vậy đó mọi người. Khi trước khi sên thì mọi người nhớ cho một xíu nước nha. Sau khoảng 10 phút thì thành quả của mình sẽ được như thế này. Mọi người nhớ chú ý là trước khi mà mình sên thì tắt mình nên lấy hộp ra nha. Dâu bị mắc một sai lầm nhỏ như thế này cho nên là Dâu sẽ đợi chút nó nguội thì Dâu sẽ lấy hạt sau ha. Còn mọi người thì nhớ là lấy hạt trước nha. Thịt sau khi mình mua về thì mình sẽ tự băm nha mọi người. Mình sẽ không mua thịt xay sẵn ngoài chợ. Tại vì xay sẵn ở ngoài chợ thì nó toàn là vi khuẩn của mình, nó không có tốt cho sức khỏe. Thì thịt mình mua về mình băm xong rồi mình sẽ nêm nếm gia vị ha. Mình sẽ bỏ một ít đường, một ít tiêu, một ít muối, một ít bột nêm và hành tỏi cho nó thơm. Cái mùi thì nó sẽ thấm gia vị vô trong thịt như vậy. Thì khi mà mình nấu thì cái mùi nó sẽ rất là thơm ha mọi người. Bây giờ mình sẽ nhồi thịt với lại tắc khi nãy mình sên vào nha. Trước khi dò viên thì mọi người nhớ chuẩn bị sẵn trước một chén dầu, một cái dĩa để dầu thì để hạn chế mình thấm cái dính cái thịt vô tay á, còn dĩa thì mình để đựng ha. Bắt đầu mình dò viên nha. Mình sẽ bỏ cái tắc mình đã sơn vào vô nha mọi người. Đó, mình sẽ dò viên như vậy, mình sẽ dò cho đi hết thịt với lại hết tắc ha. Sau khi mà vò viên xong thì mình sẽ được cái thành quả là một dĩa thịt nhiều như thế này nha mọi người. Để mình đếm coi khoảng bao nhiêu cục ta. 3, 6, 9, 10, chẳng 10 viên luôn nha mọi người. Như đây là khoảng 3 lạng thịt đó mọi người, thì sẽ được 10 viên. Thì cũng là khá nhiều ha. Mình sẽ bắt đầu ướp thịt gà nha mọi người. Trước tiên chúng ta sẽ cho một miếng nước mắm, một ít hạt nêm, một ít tiêu, một ít đường. Mọi người trộn đều lên nhé. Mình sẽ bỏ một ít tỏi vô cho nó thơm nha mọi người. Gà sau khi đã nêm nếm gia vị như thế này thì mình để khoảng 10 phút cho gia vị nó thấm vô thịt gà nha mọi người. Thịt sau khi đã ướp 10 phút như thế này thì mình sẽ bắt đầu phi hành tỏi để mình xào sơ nha mọi người. Mọi người nhớ bỏ thêm một ít sả cho nó sơ thơm nha. Để tạo màu thì chúng ta sẽ bỏ thêm một bột màu điều nha mọi người. Cái bột màu điều này mình mua ở trên mạng hay là ở ngoài chợ đều có nha. Chúng ta sẽ bắt đầu bỏ gà vô xào nha mọi người. Vì do có bỏ hết màu đường á cho nên mọi người thấy cái màu nó sẽ đẹp hơn hẳn đó. Mọi người nhớ
nó xào sơ cho thịt nó săn lại thì chúng ta sẽ bắt đầu đi nấu nha. Mình sẽ bỏ thêm một ít tương cà nha mọi người. Tại vì món này á, vốn dĩ á, lúc đầu là mình sẽ sử dụng màu gốc, chứ không phải là sử dụng màu đều mà cũng không sử dụng tương cà luôn. Nhưng tại vì ở chợ gần nhà mình á, không có màu gốc đó mọi người, cho nên mình hiện tại mình sẽ thay thế bằng màu đều với tương cà nhé. Sau khi gà đã xào xăng như thế này rồi thì mình sẽ tắt bếp và bắt đầu bắt nước lên nha mọi người. Mình sẽ bắt nồi nước dùng lên. Nước dùng này mình làm từ nước dừa tươi nguyên chất nha mọi người, nhưng mà mình có pha thêm một ít nước lạnh để cho nước nó nhiều hơn một xíu. Nước dùng sau khi đã sôi như thế này thì mình sẽ bỏ thịt nồi tắt vào nha mọi người. Tiếp theo thì mình sẽ bỏ gà vào luôn nha mọi người. Sau khi mà bỏ thịt viên với lại gà vô nồi như thế này thì mình sẽ hầm khoảng 20 phút nha mọi người. Tại vì gà thì nó hơi lâu chín một xíu. Gà mình đã hầm nãy giờ cũng được 10 phút rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ hạt sen vô để nó chín đều chung với thịt gà luôn nha mọi người. Nồi súp sau khi mình đã hầm được khoảng 20 phút rồi thì mình sẽ bắt đầu nêm nếm lại cho nó vừa ăn nha mọi người. Mình sẽ cho thêm một ít đường, một tí muối và một ít hạt nêm nha. Để nồi nước dùng của mình có thể sánh lại được một xíu thì mình sẽ pha một ít bột năng mình bỏ vô nha mọi người. Nồi gà nấu tắt hạt sen của mình đã chín rồi thì mình sẽ múc ra tô nha mọi người. Ta-da, đây chính là thành quả của mình nha mọi người. Đây là món gà nấu tắt hạt sen. Món này mọi người có thể ăn chung với bánh mì, ăn với cơm hoặc là ăn với bún đều được hết nha. Chúc mọi người thành công với món dâu hướng dẫn nha. Cảm ơn mọi người đã xem kênh YouTube của dâu. Nhớ like, share, subscribe ủng hộ kênh YouTube cho dâu nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người vào món tiếp theo nhé.